tuổi nào xây nhà trong năm 2021 Tân Sửu được lộc trời cho giàu sang vô đối? Việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam. Thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà trong năm 2021. Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà trong năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Về việc chọn tuổi đồng thổ làm nhà thì phải kỵ 3 yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai. Năm 2021 Tân Sửu, những tuổi sau xây nhà cực đại cát đó là tuổi Nhâm Thìn 1952, Giáp Ngọ 1954, Ất Mùi 1955, Quý Mão 1963, Giáp Thìn 1964, Canh Tuất 1970, Mậu Thìn 1988, Tân Mùi 1991 và Canh Thìn năm 2000. Những tuổi này xây nhà đại cát, đại lợi, được lộc trời cho giàu sang vô đối bởi không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai năm 2021. Bên cạnh đó thì có 3 tuổi làm nhà cực xấu trong năm 2021, đó là các tuổi sau: Quý Tỵ 1953, Ất Tỵ 1965, Kỷ Tỵ 1989. Những tuổi này bị phạm cả kim lâu, hoang ốc, tam tai nên xây nhà cực kỳ hung họa khó lường. Bên cạnh đó thì có những tuổi bán cát bán hung xây nhà năm 2021 cần phải lưu ý. Để việc xây nhà được cát lợi thì cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy về việc chọn tuổi, mượn tuổi động thổ, chọn ngày tháng cát lành tốt để động thổ cất nóc. Bên cạnh việc chọn tuổi động thổ thì việc xét hướng đất có tốt hay không cũng hết sức quan trọng. Đất được vận thì tuổi nào xây cũng tốt, còn đất không được vận thì cấm kỵ không được xây bất kể là bạn tuổi gì. Vì vậy xây nhà là xây trên đất nên việc lựa chọn được mảnh đất phù hợp là hết sức quan trọng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây nhà mới hay là sửa chữa cần hết sức lưu ý. Hướng Nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long tính theo Hồng Phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất là tốt. Về hướng Đông thì gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới cần hết sức phải lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May mắn để được lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Tiếp theo đó là hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay là sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt, xây được nhà năm nay thì nên xây các bạn nhé. Còn hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu kỷ đô thiên sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm Mộ Long biến vận sát nên những hướng nhà Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm
hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Còn về hướng Đông Bắc thì gồm ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu bị phạm vào Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Còn đối với hướng Đông Nam gồm có ba Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2021 Tân Sửu phạm vào Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Còn đối với hướng Tây Nam thì gồm có ba Sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2021 Tân Sửu Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây hay là sửa chữa. Hơn nữa những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng Phạm ngũ hành, khi nạp âm của Thái Tuế khắc nạp âm của Mộ Long, tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy thì khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở, ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là thổ khắc Mộ vận thủy, nhâm thìn nạp âm thủy, các Sơn Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Khảm Tân Thân Sửu Quý Khôn Canh Mùi năm 2021 không phải khai sơn lập hướng. Thái Tuế sát là đối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm bất nghi xâm phạm. Đây cũng là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tài, tật ách nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021 Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị Chí Sửu trên La Bàn nên không xây mới là tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn về tam sát, kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba Sơn Dần Mão Thìn, chủ tai họa là sát khí của năm, cần phải kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này, bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu những nhà tọa Sơn Dần Mão Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này, tránh đến tai họa. Mậu Kỷ Đô Thiên. Mậu Kỷ Đô Thiên sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ong bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên tai họa là lớn nhất. Vào năm 2021 Tân Sửu Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không được xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Về Ngũ Hoàng Đại Sát, Ngũ Hoàng Đại Sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, để không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tô tạo. Nếu phạm phải khí này nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn quan, tài vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021, Ngũ Hoàng Đại Sát đến phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay là tô tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ thì còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa là đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp cho người ở trong nhà được bình an và may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ lục sát tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải.
Trên đây phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây nhà mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, trong năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Hướng Bắc thì xây đại cát, các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay là sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ đồng thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xét đến tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày đồng thổ và tư vấn về bố trí bố cục và nội thất hợp với phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.